Nga đại thắng toàn chiến tuyến, chiếm đầu cầu, cắt đứt đường tiếp tế của Ukraine. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, những chiến thắng mới nhất của Nga trên chiến trường sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần đầu chương trình ngày hôm nay. Tiếp theo đó là tiết lộ mới nhất về kế hoạch của đầm lầy Washington trong việc duy trì cuộc chiến Ukraine và ngăn Trump tái đắc cử. Vậy thì liệu chúng có thể thành công hay không? Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga đại thắng toàn chiến tuyến, chiếm đầu cầu, cắt đứt đường tiếp viện của Kiev ở Kharkov. Có 3 diễn biến đáng chú ý nhất trong vòng 24 giờ qua, đó chính là tại mặt trận Torez, Chasiv Yar và Vovchansk. Theo hướng Torez, quân đội Nga đã chiếm thêm được 4 km về phía nam New York. Đây là một khu vực kiên cố rộng lớn của Ukraine. Kết quả tồi tệ của cuộc chiến theo hướng này đã khiến cho bà Phó Chủ tịch Đảng đầy tớ của nhân dân Mariana Bezusleya phải lên tiếng chỉ trích Tổng tư lệnh Syrsky. Bà nói rằng việc người Nga tiến vào New York là hậu quả trực tiếp từ các quyết định của tướng Syrsky và đội ngũ cấp dưới của ông ta, bao gồm có tướng Sodol, Bagilevich và Paliak. Bà này cũng nói rằng đoạn đường cao tốc Pocop-Konstantinovka đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của người Nga và đối phương chỉ còn cách 5 km nữa là đến lối vào các thành phố chiến lược. Cần phải lưu ý là vào tháng 5 thì người Nga vẫn đang còn cách tuyến đường này 11 km và phải vượt qua 4 ngôi làng trước khi tiếp cận được nó. Vậy mà đã tròn 2 tháng sau, những tuyên bố của bà Bezusleya cho thấy Nga đã tiến thêm được 6 km và chiếm được 3 ngôi làng theo hướng trọng điểm này. Việc Nga tăng cường các cuộc tấn công vào Torez và đang cố gắng để phong tỏa các vị trí của Ukraine dọc theo đường cao tốc Pocop-Konstantinovka. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ hôm 2 tháng 7 cho biết, quân đội Nga dự định sẽ sử dụng cuộc tấn công vào Torez để tạo cơ hội đánh bật lực lượng Ukraine trong khu vực Chasiv Yar hoặc Avdiivka. Báo cáo có đoạn rằng, quyết định tấn công Torez cho thấy rằng Bộ Chỉ huy Nga có thể đang lên kế hoạch hoạt động với tầm nhìn xa hơn và hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động so với trước đây, khi mà họ nhất quyết tiến hành tấn công không nhất quán trên các khu vực rời rạc của mặt trận. Tại Chasiv Yar, sau nhiều ngày tấn công dữ dội, quân đội Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine, chiếm toàn bộ tiểu khu Kana, biến nơi đây trở thành một bàn đạp hoàn hảo để tiến vào trung tâm thị trấn từ phía đông. Chasiv Yar nằm trên các ngọn đồi cao, cách thành phố Bakhmut khoảng 20 km về phía tây. Nơi đây sở hữu một công trình phòng thủ tự nhiên chính là kênh đào Syrsky-Danias Donbass, vắt ngang qua khu vực. Điều này khiến cho việc chiếm được thị trấn trở nên rất khó khăn. Việc Ukraine để mất tiểu khu Kanan và con kênh đã được sĩ quan của họ có tên là Bohdan Khodorkovsky xác nhận. Theo vị sĩ quan này thì nguy cơ Chasiv Yar thất thủ đang càng ngày càng đến gần. Hậu quả ngay lập tức sau đó sẽ là thị trấn chiến lược Konstantinovka bị rơi vào tay quân Nga. Và điều này sẽ đe dọa đến các hoạt động tiếp tế của Ukraine ở Donbass. Sĩ quan Khodorkovsky tin rằng để cứu vãn được tình thế thì Ukraine sẽ phải phát động các cuộc phản công để giành lại những vị trí quan trọng. Tại mặt trận Kharkov, giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Vovchansk. Chính quyền Kiev vẫn nuôi hy vọng có thể cải thiện được vị thế của mình thông qua các cuộc phản công. Ở phía đông thành phố thì họ cũng đang cố gắng để tìm ra những điểm yếu của hàng phòng ngự Nga. Tuy nhiên, chính việc tăng cường quân theo hướng này đã gây ra những hậu quả. Đó là Ukraine phải để lộ sườn phía tây Vovchansk và do đó Nga kịp thời tận dụng điều này. Sau khi vượt qua sông Kasevetsky-Danias thì họ đã chiếm giữ đầu cầu đối diện làng Prilivka. Điều nguy hiểm đó là cách làng Prilivka không xa thì là khu định cư Vicha, vốn là một điểm hậu cần cung cấp đạn dược chính cho nhóm quân Ukraine đang chiến đấu trong nội thành Vovchansk. Nếu như Nga áp sát được khu vực định cư này, quân phòng thủ Ukraine ở nội đô sẽ bị bao vây và nguồn cung cấp đạn sẽ hoàn toàn bị gián đoạn. Do không có tuyến đường thay thế cho nên Ukraine vẫn tiếp tục phải điều quân tiếp viện qua sông Vochia, khiến cho hơn một nửa nhân lực của họ đang bị tổn thất vì hỏa lực của pháo binh Nga. Trong vòng 24 giờ qua, Nga đã giành được chỗ đứng, mở rộng đầu cầu thêm 50 m ở tả ngạn cây Kasevetsky-Danias. Còn theo hướng làng Lipsy, tình hình không thay đổi nhiều. Kiev tiếp tục điều quân tiếp viện theo từng nhóm nhỏ, nhưng nỗ lực này đã bị hỏa lực pháo binh của Nga cản trở. Cuộc không kích bằng bom FAB 1500 cũng phá hủy 2 điểm triển khai quân của lữ đoàn 13 vệ binh quốc gia. Tổn thất của Ukraine tại hướng này lên tới 70 binh sĩ. Trong vòng 24 giờ qua thì thiệt hại của Ukraine ở mặt trận Kharkov đã lên tới 150 binh sĩ. 2 trong số 3 mặt trận trọng điểm thì Ukraine hiện tại đang ở thế phòng thủ bị động. Còn riêng tại mặt trận Kharkov, lực lượng Ukraine đã phải chuyển sang chiến thuật tăng cường số lượng các cuộc tấn công theo nhóm nhỏ với hy vọng là có thể từ từ chọc thủng được hàng phòng ngự của Nga tại đây. Để làm được điều đó thì Kiev đang phải điều động các đơn vị tinh nhuệ bao gồm cả tiểu đoàn khét tiếng Kraken. Kiev chấp nhận tổn thất để đạt được một kết quả tối thiểu. Trong khi đó thì trả lời phỏng vấn tờ Bloomberg, Tổng thống Zelensky bác bỏ nhận định rằng Nga và Ukraine đang bế tắc trên chiến trường. Ông ấy khẳng định rằng quân đội Ukraine hiện được trang bị tốt hơn so với vài tháng trước và có thể phát động một cuộc tấn công mới. Tuyên bố này của ông lại hoàn toàn trái ngược với nhận định phổ biến rằng Ukraine không có đủ nguồn lực để thực hiện bất kỳ một hoạt động tấn công giành lại lãnh thổ nào. Thậm chí, họ còn phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn, đó là giữ vững được các vị trí hiện tại để không mất thêm lãnh thổ vào tay người Nga. Vừa có thêm một sự kiện nữa cho thấy rằng phe diều hâu phương Tây rất muốn Ukraine phải tiếp tục kéo dài chiến tranh, và Donald Trump sẽ là mục tiêu số 1 cần phải hạ bệ của giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu. Sau khi tiết lộ cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Anh Cameron, thì mới đây, hai kẻ chơi khăm người Nga là Vovan và Lexus tiếp tục công bố bản ghi của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Cũng giống như là Ngoại trưởng Anh, bà này nghĩ rằng mình đang liên lạc với cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko. Theo bản ghi âm được công khai vào hôm 3 tháng 7, Hillary Clinton cho biết bà đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo Tổng thống Biden tái đắc cử, rằng Ukraine không chỉ cần phải giữ vững phòng tuyến mà còn phải tiếp tục tấn công. Bà hàm ý phe diều hâu sẽ làm mọi thứ để tiếp tục hỗ trợ Ukraine và Tổng thống Biden. Bà này cũng mô tả đối thủ cũ của mình, Donald Trump, là một nhân vật rất nguy hiểm và cho rằng nếu như ông Trump đắc cử thì sẽ rất tệ cho Hoa Kỳ cũng như cho Ukraine. Bà khuyên chính quyền Kiev như sau: hãy thực hiện từng bước một, đầu tiên là hãy lấy hàng tiếp tế của phương Tây cung cấp cho binh lính của các vị. Sau đó, hãy cố gắng lấy lại một số tài sản bị đóng băng của Nga, hãy hợp tác với NATO, và nếu như điều tồi tệ nhất xảy ra là Trump thắng, thì tất cả chúng ta sẽ quyết định phải làm gì. Như vậy, dựa trên những hé lộ của bà Hillary, chúng ta có thể thấy rõ rằng phe hiếu chiến ủng hộ Ukraine đang mong đợi điều gì ở Kiev. Nhưng mà thế lực nhà nước ngầm cũng đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mà một cuộc thăm dò mới của New York Times cho thấy ông Trump hiện đang dẫn trước Biden với tỷ lệ là 49%, 43%. Điều này làm cho đầm lầy Washington thực sự hoảng hốt, đặc biệt là sau cuộc tranh luận thảm họa của Tổng thống Biden vào hôm thứ Năm tuần trước. Vậy thì tại sao nhóm này lại sợ Trump đến như vậy? Kế hoạch của Trump là bỏ rơi NATO. Tờ Politico vào hôm 2 tháng 7 thông qua các nguồn tin ẩn danh đã hé lộ kế hoạch mới của Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Ông ấy được cho là sẽ ngăn chặn sự mở rộng của NATO trong khi cân nhắc đóng băng cuộc chiến Ukraine dọc theo đường chiến tuyến. Về nguyên tắc thì cách tiếp cận này của Trump sẽ đáp ứng một số yêu cầu đảm bảo an ninh của người Nga. Do đó, có thể tạo ra một cơ sở cho một thỏa hiệp thực dụng giữa Nga và Mỹ. Trong đó thì Ukraine và cả Georgia sẽ không được phép gia nhập NATO. Cũng như Trump sẽ đàm phán với Tổng thống Putin để thỏa thuận về việc Nga sẽ kiểm soát bao nhiêu lãnh thổ của Ukraine. Theo thỏa thuận này thì ông Trump sẵn sàng chấp nhận làm điều gì đó để đảm bảo ngăn NATO mở rộng và Ukraine sẽ không có lại được biên giới năm 1991. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu như người Nga không muốn hợp tác thì ông cũng không loại trừ khả năng cung cấp một số lượng lớn vũ khí cho Kiev. Mặc dù Trump sẽ khó có khả năng rút Mỹ ra khỏi NATO hoàn toàn, nhưng ông có thể sẽ cải tổ liên minh quân sự này để cho các thành viên châu Âu phải đảm nhận nhiều trách nhiệm phòng thủ hơn. Trong khi đó, Mỹ sẽ chuyển hướng để tập trung vào việc kiềm chế Trung Quốc ở châu Á. Tức là Mỹ sẽ cắt tài trợ cho các hoạt động của NATO không liên quan gì đến việc bảo vệ khối khỏi một cuộc tấn công của Nga. Và các thành viên châu Âu nào chi dưới 2% GDP cho quân đội thì sẽ không được hưởng sự hỗ trợ lớn về quốc phòng và an ninh của Mỹ. Nói cách khác, kế hoạch này của Trump là nhằm mục đích chấm dứt kỷ nguyên ăn bám của châu Âu. Và đã đến lúc trọng trách phòng thủ an ninh trên lục địa này phải do chính các nước NATO đảm nhận. Mặc dù chính quyền ông Biden hiện tại đang bị kiểm soát bởi phe theo chủ nghĩa tự do toàn cầu, vốn luôn luôn muốn Mỹ phải tiếp tục viện trợ cho NATO vào cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng mà Nhà Trắng cũng đủ thông minh để hiểu ra rằng Mỹ không thể sa lầy trong một cuộc chiến vĩnh viễn và Trung Quốc đang tranh thủ sự bận rộn của phương Tây ở Đông Âu để trỗi dậy trở thành một thế lực không thể kiểm soát. Điều này giải thích tại sao thành viên NATO chống Nga dữ dội nhất là Thủ tướng Estonia Kaja Kallas từng tuyên bố vào hồi tháng 6 rằng Ukraine có thể đạt được chiến thắng ngay cả khi không chiếm lại được các khu vực đã mất. Trong khi đó thì Tổng thống Biden cùng thời điểm cũng tuyên bố là Ukraine có thể sẽ không được gia nhập NATO. Đây được xem là những nhượng bộ lớn của phe diều hâu khi buộc phải giảm bớt các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột. Mặc dù chúng cũng trùng hợp với việc phe này ủng hộ Ukraine leo thang hơn nữa với Nga, như là công khai để cho Kiev tấn công bất kỳ một mục tiêu nào bên trong nước Nga, điều động thêm hệ thống phòng không đến Ukraine và cân nhắc chính thức cho phép nhà thầu quân sự tư nhân của Mỹ đến làm việc tại Ukraine. Hai quan điểm đối lập này của ông Biden và ông Trump đang cho thấy có cuộc đối đầu giữa phe cánh tả theo chủ nghĩa toàn cầu tại Mỹ và các đối thủ cánh hữu muốn Mỹ xoay trục trở lại châu Á càng sớm càng tốt. Nhóm đầu tiên muốn một cuộc chiến tranh vĩnh viễn ở châu Âu bởi vì họ coi chiến tranh lạnh mới là cuộc chiến giữa các nền dân chủ và chế độ độc tài. Do đó, họ ưu tiên kiềm chế Nga. Trong khi đó thì nhóm thứ hai lại thực tế hơn, nhìn nhận mọi thứ theo hướng địa chính trị và coi ưu tiên kiềm chế Trung Quốc mới là điều quan trọng nhất. Sự xích mích này càng ngày càng tăng giữa hai phe tại thời điểm nhạy cảm hiện tại. Nó là nguyên nhân dẫn đến những tín hiệu khá lộn xộn, những tuyên bố trái ngược nhau giữa giới lãnh đạo phương Tây trong vài tháng qua. Tuy nhiên, trong khi kết quả cuộc đối đầu giữa hai phe vẫn còn chưa ngã ngũ bởi vì phần lớn sẽ phụ thuộc vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 tới, thì thực tế là chính quyền của ông Biden hiện tại cũng đã đang thực hiện một phần kế hoạch của ông Trump. Bằng chứng bổ sung cho lập luận này của chúng tôi chính là châu Âu đã công bố chiến lược công nghiệp quốc phòng đầu tiên của họ. Điều này cho thấy Mỹ đang dần dần để cho các quốc gia thành viên NATO tại châu Âu tự mình gánh vác trách nhiệm đảm bảo an ninh thay vì dựa dẫm vào chiếc ô an ninh của Hoa Kỳ. Ngoài ra, còn có thêm yếu tố là tổ hợp quốc phòng của Mỹ chưa theo kịp với tốc độ sản xuất vũ khí của Nga, trong bối cảnh Nga đang thi hành chính sách kinh tế thời chiến, cũng như là bắt đầu hợp tác với Trung Quốc không giới hạn. Nếu như chính quyền ông Biden vốn đại diện cho phe theo chủ nghĩa tự do toàn cầu vẫn còn nắm quyền ở Nhà Trắng, thì kế hoạch xoay trục sang châu Á chỉ có thể được thực hiện một phần, bởi vì Mỹ sẽ phải tiếp tục bảo trợ cho NATO. Tuy nhiên, nếu Trump quay trở lại Nhà Trắng, thì các kế hoạch của ông ấy sẽ được thực hiện toàn diện hơn, và NATO sẽ trở thành một khối quân sự ngủ yên. Tổng thống Zelensky đang lu mờ trong mắt một số thành viên NATO. Theo một cuộc thăm dò mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố vào hôm 2 tháng 7, NATO vẫn duy trì được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các quốc gia thành viên. 63% số người được hỏi cho biết là họ có quan điểm tích cực về NATO, trong khi đó 33% cho biết họ có quan điểm tiêu cực về khối quân sự này. Quan điểm tích cực nhất là ở Ba Lan 91%, Hà Lan 75% và Thụy Điển 72%. Quan điểm tiêu cực nhất thì phản ánh ở Hy Lạp 37% và Tây Ban Nha là 45%. Cuộc thăm dò mới này là một phần của cuộc khảo sát đa quốc gia tại 35 quốc gia NATO và ngoài NATO trên toàn thế giới. Nó cũng cho thấy có sự suy giảm đáng kể về lòng tin vào Tổng thống Zelensky. Kể từ khi Nga tấn công Ukraine hơn 2 năm về trước, các quốc gia thành viên NATO đã cung cấp cả $100 tỷ viện trợ kinh tế và quân sự cho Kiev. Và sự lãnh đạo của ông Zelensky đã được ghi nhận đáng kể bởi vì ông ấy đã tập hợp được sự ủng hộ cả trong và ngoài nước. Nhưng khi mà cuộc phản công năm ngoái của Ukraine thất bại và Nga giành được thế thượng phong, niềm tin vào sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky trong công chúng các nước NATO, đặc biệt ở châu Âu, đã suy yếu. Đáng ngạc nhiên là sự suy giảm rõ rệt nhất lại được ghi nhận ở những nước láng giềng như là Ba Lan. Niềm tin vào Tổng thống Zelensky đã giảm từ 70% xuống còn 48%. Tiếp theo đó là Hà Lan, Đức, Pháp và Thụy Điển. Thú vị ở đây đó là các quốc gia hỗ trợ quân sự tích cực nhất cho Ukraine chính là những nước này. Cuộc thăm dò cũng cho thấy sự chia rẽ trong quan điểm của người dân thế giới với việc liệu quốc gia của họ có cung cấp quá nhiều, quá ít hay là đúng mức cho Kiev trong cuộc chiến này hay không. Ngạc nhiên là có tới 94% người được hỏi ở Ba Lan cho biết là đất nước của họ đã cung cấp quá nhiều hoặc là vừa đủ cho Ukraine. Trong khi đó, Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ vốn là hai quốc gia thành viên của NATO nhưng vẫn duy trì một mối quan hệ tương đối thân thiện với Nga và ít hỗ trợ cho Ukraine, thì dân chúng lại cho thấy rằng chính phủ của mình đã cung cấp đúng mức. Đối với Mỹ, quốc gia viện trợ quân sự nhiều nhất trong số tất cả các thành viên NATO, ý kiến gần như là đồng đều. 24% người được hỏi cho biết rằng Mỹ hỗ trợ 24% số người được hỏi cho biết là Mỹ hỗ trợ không đủ, 25% thì đánh giá là vừa đủ và 31% thì cho rằng đã quá nhiều và 31% thì cho rằng họ đã viện trợ quá nhiều. Trong số những người cho rằng Mỹ viện trợ quá nhiều cho Kiev, 51% là người bảo thủ truyền thống, trong khi đó chỉ có 13% tự nhận mình là theo chủ nghĩa tự do cấp tiến. Trong khi tín nhiệm dành cho Tổng thống Zelensky đang sụt giảm ngay trong chính nội bộ các nước NATO, thì ở bên kia bán cầu, Nhà Trắng cũng đang bấn loạn sau cuộc tranh luận đầy thảm họa của Tổng thống Biden. Tờ New York Times hôm qua, ngày 3 tháng 7 đưa tin rằng ông Biden đang phân vân về việc liệu ông ấy có nên tái tranh cử hay không. Thông tin này khiến cho tỷ lệ đặt cược vào Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ thay thế Biden ra tranh cử đã tăng vọt chỉ sau một đêm và chỉ giảm đi đôi chút sau khi Nhà Trắng phủ nhận thông tin của New York Times. Họ khẳng định việc Tổng thống Biden rút lui là hoàn toàn sai sự thật. Giữa thời điểm mà nước Mỹ đang phải hỗn loạn vì tranh cãi khả năng trí tuệ và thể chất của Tổng thống Biden, thì hai đối thủ số 1 và số 2 của nước Mỹ lại gặp nhau để thảo luận về các kế hoạch mới. nước Mỹ bị uy hiếp từ mối nguy vô hình. Cả hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã gặp nhau tại phiên họp thường niên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, diễn ra trong 2 ngày là ngày 3 và ngày 4 tháng 7, tại thủ đô Astana của Kazakhstan. Các nước SCO chiếm khoảng 20% GDP toàn cầu và điều quan trọng nhất là nhiều nước trong số này đã bất tuân các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga. Có một thực tế cần phải thừa nhận đó là Nga và Trung Quốc đang xích lại gần nhau hơn dựa trên mục tiêu chung là cùng chống lại Mỹ. Trong khi đó, cả hai nước đồng thời cùng cạnh tranh quyền ảnh hưởng tại các quốc gia cùng khối SCO Trung Á khác, bao gồm các nước Cộng hòa Liên Xô cũ như là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan. Những nước này vốn trước đây nằm trong tầm ảnh hưởng truyền thống của Nga, nhưng mà nay thì Trung Quốc vẫn đang tăng cường lôi kéo và ve vãn. Trên thực tế, mối quan hệ Nga-Trung có khá nhiều điểm khó hòa giải, bao gồm việc Trung Quốc lăm le đánh cắp công nghệ vũ khí của Nga, bất đồng quan điểm về đường ống khí đốt Siberia, cũng như là các vấn đề biên giới ở vùng Viễn Đông và vấn đề Ấn Độ. Trong khi Nga được cho là sẽ trả đũa Mỹ bằng cách hợp tác và chuyển giao công nghệ quân sự cho những đối thủ của Hoa Kỳ như là Bắc Triều Tiên hay là Iran, thì Trung Quốc lại có một cách làm khác để suy yếu nước Mỹ. Hiện tại, Mỹ đang ghi nhận có khoảng 70.000 người tử vong vì chất gây nghiện mỗi năm, phần lớn trong đó là fentanyl, một loại chất thuộc nhóm giảm đau opioid và mạnh hơn heroin gấp 50 lần. Cứ 6 tháng, thảm họa tử vong do loại hợp chất này gây ra ở Mỹ vượt qua cả tỷ lệ lính Mỹ chết trận trong chiến tranh Việt Nam. Tờ Financial Times mới đây cho biết rằng động lực thúc đẩy cuộc khủng hoảng fentanyl trên khắp nước Mỹ chính là ở mạng lưới rửa tiền của Trung Quốc. Nó đã hỗ trợ cho những kẻ buôn bán chất cấm quốc tế, đặc biệt là các băng đảng Mexico. Tờ này viết như sau: trước tiên, hãy hiểu rằng công dân Trung Quốc bị cấm chuyển hơn 50.000 đô la ra khỏi Trung Quốc mỗi năm. Tuy nhiên, hiện thì có rất nhiều công dân Trung Quốc đang sống rất thoải mái ở phương Tây, có thể đó là sinh viên hoặc khách du lịch, hoặc đơn giản là họ không làm việc gì cả. Các vụ rửa tiền trước đây ở Mỹ đều được phát hiện có liên quan đến công dân Trung Quốc. Điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc là liệu Bắc Kinh có nắm rõ các mạng lưới rửa tiền đen tối này hay không? Ví dụ, một báo cáo gần đây của tờ Wall Street Journal tiết lộ rằng các nhóm tội phạm Trung Quốc đã sử dụng ngân hàng Toronto Dominion để rửa tiền từ việc bán fentanyl ở Hoa Kỳ. Vào giữa tháng 4 thì Ủy ban chọn lọc tình báo Hạ viện Mỹ đã tiết lộ rằng Trung Quốc đã sử dụng các khoản hoàn thuế để trợ cấp cho việc sản xuất và xuất khẩu các hóa chất fentanyl cho các khách hàng ở nước ngoài. Viễn cảnh 1 triệu người Mỹ tử vong trong thập kỷ tới sẽ thúc đẩy Mỹ cần phải tiến hành một cuộc chiến chống ma túy, bắt đầu bằng việc tấn công vào các ngân hàng tài trợ hoặc là rửa tiền cho các vụ buôn bán fentanyl. Điều đáng ngạc nhiên đó là chính quyền ông Biden hiện tại vẫn không có một lập trường cứng rắn với Trung Quốc, cho dù đại dịch fentanyl đang giết chết rất nhiều công dân và làm suy yếu cả một thế hệ thanh niên Hoa Kỳ. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.